Dạ, kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay là em muốn chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện mà đám tang của bé mà Tiểu Ly vừa rồi. Thì nói chung là rất là nhiều câu chuyện xảy ra với anh Kim Tiểu Long. Đó, thì trước tiên là bây giờ là em nói về câu chuyện của người mẹ ruột của mà bé Tiểu Ly. Thì theo thông tin á, thì những anh em YouTube mà đăng ở dưới đám tang tại Vĩnh Long, tại nhà của mà bà của bà ngoại của mà bé Tiểu Ly, thì mọi người rất là bức xúc về câu chuyện mà khi mà một cái đám tang mà mẹ của mà bé Tiểu Ly trở về và ngồi đó mà khóc ngay cái hòm, nói chung là ngồi khóc tại đó. Thì những cái video mà hình ảnh đưa lên đó, thì hàng triệu người dân là bức xúc về cái người mẹ này, là người mẹ này như thế nào. Thì bây giờ em cũng nói cho mọi người biết luôn, thì lúc mà sanh bé ra đó, thì lúc sanh bé ra thì cô ta bỏ mà bé Tiểu Ly, cho đến ngày mà hôm nay là bé Tiểu Ly mất là cô ta mới đi về. Thì không nghĩ vì sao mà cổ sanh được một người con như vậy mà cổ không chịu mà lo lắng, mà cổ lại đưa cho một cái người già, một cái người lớn tuổi mà để nuôi một cái cô bé như vậy. Thì ai cũng bức xúc mà khi mà thấy hình ảnh của cô trở về mà ngồi kế ngay cái hòm của bé Tiểu Ly và khóc. Thì nói chung là ai cũng nói là nước mắt đó là nước mắt giả tạo, cái sự giả tạo của một người mẹ, đúng không cô chú? Thì em cũng thấy như vậy luôn, cho nên em phải nói với mọi người là cái người mẹ này không có đáng và không có nhân cách, mọi người không có nhân cách trên cái màn ảnh mà ngồi kế mà cái hòm của bé Tiểu Ly. Tại vì sao lúc mà sanh con mình ra, sao mình không lo lắng đi, mà mình lại bỏ con mình và mình đi kiếm một người đàn ông khác và mình sống. Mà lúc mà người ta mà đăng lên mạng xã hội thì cô ta thấy những cái dòng mà người ta lên, nói chung là chửi rất là nhiều về cái cô mẹ này không có nhân cách và không có đạo đức, phải không cô chú? Thì em thấy cũng y chang như vậy thôi, tốt nhất là cô ta tránh xa luôn cái đám tang đó là hay, phải không cô chú? Sao mình bỏ mẹ bỏ con mình được mà bây giờ mình lại khóc, mình lấy cái lòng thương người mà tất cả biết bao nhiêu người là thương yêu bé Tiểu Ly, là người con của mà một nghệ sĩ Kim Tiểu Long đó. Thì cô chú thấy rồi đó, ai cũng biết bé Tiểu Ly nha. Thì Kim Tiểu Long đã nuôi nắng mà từ lúc nhỏ cho đến ngày hôm nay, chứ không phải là mới nuôi đâu nha mọi người, còn rất là nhiều câu chuyện. Để em nói câu chuyện này xong là tới là tiếp theo là cái cô mà chị nụ gì đó thì cũng lên mà xúc phạm mà chửi mà anh Kim Tiểu Long rất là nhiều. Cho nên là trước mắt em gửi đến mọi người là cái người mẹ không có nhân cách, không có đạo đức đó, khi mà con mình đi về mình lại có cái hành động như vậy, là mình ngồi ngay chỗ đó mình khóc, ai không biết. Bây giờ mình khóc mình đừng có ngồi ngay đó, tại vì mình bỏ con mình được, mình về mình đi theo trai mà, phải không cô chú? Em nói thẳng luôn là cái người mẹ này đi theo trai, chứ người này mẹ này không có đẳng cấp, không có gì hết, là bỏ con mình mà cho một cái người già như vậy mà nuôi đó. Thì cô ta cũng nói là cô ta cũng lên tiếng nói như thế này cô ta nói là cô ta quá nghèo cho nên cô ta nuôi không có nổi bé Tiểu Ly. Bé Tiểu Ly có gì đâu nuôi không nổi mọi người, một ngày ăn được bao nhiêu, một chén cơm thôi, mà tại sao nuôi không nổi? Mình sanh nó ra làm chi, phải không cô chú? Mình sanh nó ra rồi mình giục mình ném giống như là mình làm một cái trò chơi vậy, đúng không? Đó, cho nên là mình giục nó được thì mình bỏ mình đi được, đừng bao giờ về mà với hành động mà ngồi đó mà khóc mà để mà trách than thanh thân trách phận, không có đâu. Cái sự giả tạo của cô ta thì tất cả mọi người ai cũng biết rồi, để lấy lòng thương cảm của người ta, nhưng mà thật sự cô ta là một cái người sống không có nhân cách, không đạo đức. Đấy, em nói thẳng luôn là mẹ, người mẹ của Tiểu Ly, bé Tiểu Ly đó, mà tại sao mà bỏ con mình và đi tìm cái hạnh phúc khác, là đi tìm một người đàn ông khác và sống một cái gia đình riêng, mà giục con mình cho bà ngoại phải nuôi tới ngày hôm nay. Mà nói chung là nhờ có Kim Tiểu Long cho đến ngày hôm nay là bé Tiểu Ly mới còn sống đến ngày hôm nay, là hôm nay là bé Tiểu Ly đã qua đời. Thì nói chung là rất là bức xúc, nhiều người rất là bức xúc với người mẹ này, tại vì khi bé Tiểu Ly còn sống thì người ta không nói, nhưng mà bé Tiểu Ly đã ra đi rồi đó. Thì Kim Tiểu Long là một cái người mà rất là tuyệt vời, là yêu thương bé Tiểu Ly cho đến ngày hôm nay nha mọi người. Còn những hành động mà anh Kim Tiểu Long á mà nuôi nắng bé á, thì ai cũng biết rồi, đi đâu anh ta cũng yêu thương hết á. Nói chung là một cái mà mất mát rất là lớn đối với anh Kim Tiểu Long, chứ không phải đơn giản đâu mọi người. Còn nhiều người vô chửi bới xúc phạm đến anh Kim Tiểu Long, nhưng mà hoàn toàn là không có đúng của chú. Mình phải biết được những cái sự việc gì mà mình nói anh Kim Tiểu Long đó. Cho nên là em nói trước tiên là em nói cái người mẹ vô đạo đức, vô nhân cách đó, để về đây để làm gì, để kiếm tiền à?
phải không cô chú, để về về đây là đám tang bé Tiểu Ly xong rồi kiếm tiền đi vô. Đó là em nghĩ là như vậy đó, chứ thật sự không có yêu thương gì bé Tiểu Ly hết á. Một người mẹ mà bỏ con mình như vậy mà đi mà tìm người đàn ông khác, à, mà có một cái gia đình mới, mà khi hôm nay bé Tiểu Ly qua đời thì ngồi tại ngay cái hòm mà khóc mà than thân trách phận, bả có đúng gì đâu mà than thân trách phận mọi người. Bởi vậy 1000 người vô xem cái video mà cô ta thì ai cũng lên tiếng chửi, giống như chửi bà Sáu Bảo đấy, giống như bà nước mắt cá sấu, nước mắt chăn cơm đó cô chú đấy, nước mắt cá sấu, hiểu không? Cái sự giả tạo của một cái người phụ nữ, hiểu không, là nhìn ai cũng biết rồi, chứ không phải là mình lên mình làm cái gì người ta không biết. Một người mẹ mà vô đậu đức khi mà sanh đứa con mình, đứa con mình có bao nhiêu ký đâu, có 8-9 ký thôi, mà cao không được 1 mét đó, là có 8 tấc mà cũng bỏ con mình đó. Nuôi không nổi sao, nuôi không nổi sao tìm một cái hạnh phúc khác mà nuôi những đứa con khác được, mà bé Tiểu Ly nó có gì đâu mà nuôi không nổi, mà phải giục cho bà ngoại nuôi đấy, phải không cô chú? Một cái người phụ nữ dơ bẩn, một cái người không có đẳng cấp trên cái xã hội này, em nói thẳng luôn đấy, là người mẹ của Tiểu Ly đó, một người mà sống không có nhân cách, không có đạo đức, bây giờ về ngồi kế bên mà khóc lóc mà nói này nói kia, không có đúng. Em nói thiệt, cái sự giả tạo đó, nói chung tốt nhất cái bà đó, bà biến khỏi cái chỗ đó là đúng hơn, chứ đừng có ngồi đó mà lấy cái nước mắt của mình ra để mà cho mọi người thấy là nó nhục còn hơn chữ nhục, nhục lắm. Thế cái sự giả tạo, cái sự dối trá của mình, đứa con của mình sanh ra mà có mấy ký thôi mà nó không nổi, mà hôm nay là tới ngày đám tang thì về mà khóc như mưa, khóc là khóc, nói chung là khóc mà người khán giả nhìn thấy cái sự giả tạo nó xuất hiện trong cái gương mặt của cô ta, chứ không phải là cái giọt nước mắt, nó là giọt nước mắt đúng đâu mọi người. Em nói thiệt, tốt nhất là bà tránh xa cái gia đình đó nha, người ta yêu thương bà ngoại thôi với bé Tiểu Ly thôi, chứ thật sự cái người phụ nữ đó là không có nhân cách gì hết, không có đạo đức, mà khi đứa sanh đứa con mình đã mà bỏ như vậy đó, thì nhờ có Kim Tiểu Long cho nên bé Ly, Tiểu Ly mới sống đến ngày hôm nay đó, mà hàng trăm người nghệ sĩ ca sĩ yêu thương bé Tiểu Ly, chứ không phải là một đâu nha mọi người. Từ Bình Tinh nè, rồi Kim Tiểu Long, Kim Tử Long nè, nói chung tất cả mà thổ Mỹ hay là những ca sĩ đều thương yêu bé Kim Tiểu Ly, Tiểu Ly hết đó. Tại vì sao? Một cô bé có một chút xíu thôi thiệt, ở xã hội, ở nước Việt Nam mình duy nhất một người với một cái anh chàng mà vừa rồi cũng mất rồi, là nhỏ nhất trong mà đất nước Việt Nam mình, mà cô ta không tôn trọng được cái điều kỳ diệu đó, mà cô ta bỏ con cô ta đó. Em thấy là lên nói á, để cho mọi người biết, không có mà lấy cái lòng tin của cô ta mà để mà giúp đỡ hay gì đó. Nói chung là những người như vậy mình đừng bao giờ mà nghĩ tới. Thì em nói em phiên mọi người thôi, chứ thật sự ra cái bà ta không có giá trị gì trên cuộc sống này. Bỏ Tiểu Ly mà đi tìm với hạnh phúc mới mà nói là nuôi không nổi. Bà lên bà chứng minh là bà nói là bà nuôi không có nổi, bà nuôi không nổi, lúc đó bà rất là nghèo, bà nuôi không nổi. Tại sao bé Tiểu Ly có 1 ký 2 ký thôi mà nuôi không nổi, mà nuôi cái người khác nổi là sao? Mình cho biết cái lý do đi, chứ mình đừng có nói là lên mà giúp đỡ không giúp đỡ thì thôi, chứ đừng có chửi. Bà lên bà nói như vậy đấy, là người mẹ ruột của bé Tiểu Ly lên nói như vậy đó. Cộng đồng mạng có giúp đỡ hay không thì không giúp đỡ thì thôi, chứ đừng có chửi em. Hồi xưa em cuộc sống em nghèo cho nên em không nuôi nổi, em mới giục cho bà ngoại. Bà ngoại bà làm gì ra tiền, phải không cô chú? Bà ngoại không có làm gì ra tiền, bà già. Nhờ có Kim Tiểu Long cho nên mới nuôi bé Tiểu Ly. Bé Tiểu Ly là bệnh hoạn liên miên, một cái người mà sanh ra mà nhỏ nhắn như vậy thì bệnh suốt mọi người. Nói chung là cũng cảm ơn anh Kim Tiểu Long đã giúp đỡ và yêu thương. Nói chung là một cái tấm đồng vàng, ai cũng yêu thương anh hết á, anh Kim Tiểu Long. Anh không có gì mà sai hết. Cho nên những gì anh làm thì cuộc sống này họ nhìn lại với anh, không sao đâu. Những cái chuyện mà người ta nói xấu mình thì mình nói chung là mình cứ ngậm ngùi, mình coi như là những cái chuyện đó không đáng để mình nghe đi. Đó, thì hôm nay em gửi cho mẹ của bé Tiểu Ly, và em gửi cho cộng đồng mạng về một cái cô dì nụ. Thì em biết dì nụ này là ai nha, dì nụ này là ai mà lên tiếng chửi chửi mà anh nghệ sĩ là Kim Tiểu Long là với hình thức nói như vậy đó. Thì lên cái một cái tabết nói là Kim Tiểu Long là bớt đi, bớt lại đi, đừng có đem hình ảnh bé Tiểu Ly ra mà để mà lấy tiền gì đó, tham lam, nói là sạo lờ đó. Cái câu không phải sạo lờ mà sạo lờ kia luôn á mọi người. Đó là cái tên là dì nụ, em không biết dì nụ là cái thứ gì, cho nên là nói không đúng. Em có quyền trả lời, em mặc kệ dì nụ là ai, nhưng mà em nói cho mọi người biết, mình trước khi mình nói cái gì nha dì nụ, mình nói cho nó đúng, mình phải xem xét kỹ trước khi mình nói.
anh Kim Tiểu Long là một cái người là nuôi, không phải là nuôi bé Kim Tiểu Ly này là mới đâu mọi người, nuôi rất là lâu rồi chứ không phải là mới đây đâu, mà đem ra mà để mà nói mà cái câu mà lấy lòng thương hại gì này kia. Anh Kim Tiểu Long anh đâu có cần tiền, anh cũng có tiền vậy dì Nụ, hiểu không? Dì Nụ muốn xúc phạm ai á thì dì Nụ phải xem kỹ, chứ đừng mà đem cái mỏ hổn mỏ mà xạo lờ ra để mình nói mình chửi bới người ta. Đấy, em gửi, em nói thẳng cho dì Nụ đấy, dì Nụ có nghe thì dì Nụ trả lời đó. Em cũng mà từng mà theo dõi dì Nụ, nhưng mà cái câu phát ngôn của dì Nụ không đúng, hiểu không? Là dì Nụ nhắn như vậy là dì Nụ sẽ đã sai đó. Cho Nụ, dì Nụ là ai em không cần biết, nhưng mà đừng bao giờ mà lên nói như vậy, mình nói như vậy không có đúng. Tại vì trước khi mình nói ai thì mình phải suy nghĩ có đúng hay không. Anh Kim Tiểu Long là nuôi bé Tiểu Ly từ lúc đầu tới bây giờ rồi, chứ không phải mới đây đâu. Mà anh Kim Tiểu Long, Tiểu Long là anh khóc với hình thức là anh yêu thương, anh yêu thương chứ không, anh không cần ai mà giúp đỡ hết. Em nói cho dì Nụ nghe, chứ dì Nụ đừng có nghĩ mà thấy người ta như vậy mà dì Nụ lên mà nói xấu người ta và chửi người ta xúc phạm trên cái mạng xã hội này. Dì Nụ là ai kệ gì hơn dì Nụ, em không quan trọng tâm, em không quan trọng tới những cái lỗi đó, hiểu không? Những cái lỗi xạo lờ là lên mà chửi là em có quyền em nói, nhưng mà em nói là cái nào đúng em nói. Còn dì Nụ lên nói như vậy hoàn toàn dì Nụ không có đúng, phải không cô chú? Một khi mình nói cái gì mình phải nói cho nó đúng chính xác thì mình nói. Chứ anh Kim Tiểu Long anh đâu có làm gì sai đâu, anh nuôi bé Tiểu Ly, anh bỏ tiền ra nuôi từ lúc lâu lắm rồi, không phải là mới đây đâu, từ lúc mà mẹ bỏ mấy tuổi đó. Đó mấy tuổi thôi, là 7 tuổi là anh Kim Tiểu Long là đã nghe nói là anh Kim Tiểu Long đã đem về nuôi rồi, chứ không phải là mới đây đâu, hiểu không? Mình nói cái gì mình phải nhìn kỹ sự việc, chứ mình đừng có lên mà chửi người ta trên không gian mạng. Mà anh Kim Tiểu Long anh cũng đâu có xúc phạm gì đến mà cái con bông nụ này đâu, hiểu không? Mình sống làm sao mình nhìn kỹ cho nó đúng chứ, mình muốn chửi ai là mình chửi đâu có được. Sao những cái lỗi mình đáng chửi mình không đem ra mình chửi? Còn những kẻ mà những người mà người ta lo lắng cho những đứa trẻ mà cũng chửi nữa, đâu phải mình muốn chửi ai là mình chửi, hiểu không? Mình nói cái gì cho nó đúng, chứ đừng có lên chửi người ta xạo lồn này xạo lồn kia, không có đúng, không có mà chửi trên mạng xã hội được. Cho dù dì Nụ là cái gì em không cần biết, nhưng mà dì Nụ nói cái những cái phát ngôn thua cái là cái miệng đó, là dồi không à, không có tốt, hiểu không? Mình nói ra cái nào cho đúng, cái nào em nói đúng là em nói đúng, chứ còn thật sự ra em không có mà ghét bỏ ai cô chú. Tại vì lên chửi anh Kim Tiểu Long là sai hoàn toàn, anh Kim Tiểu Long vẫn chưa xúc phạm gì đến cả cái chị Nụ này, cho nên chị Nụ hay anh Nụ gì em không biết, em nghe nói thôi thì em cũng thấy hình ảnh rồi, em cũng quen thân lắm, nhưng mà lên nói như vậy là không được. Em nói thiệt, em chả bao giờ nịnh cái loại nào hết, nhưng mà lên nói không đúng em có quyền trả lời. Đấy, anh Kim Tiểu Long vẫn đâu có xúc phạm đến mà dì Nụ đâu, phải không? Còn dì Nụ là ai mà dì Nụ nói là anh Kim Tiểu Long mà lên mà khóc lóc đồ là đem mà bé Tiểu Ly ra để mà kiếm tiền, là kiếm tiền sao anh? Đâu dì Nụ nói thử đi, mà chửi người ta mà xạo lờ này xạo lờ kia trên mạng xã hội, hiểu không? Người ta có xúc phạm đến gia đình mình chưa, hay là tự nhiên mình lên mình nói xấu người ta, sao mình là người mà đàng hoàng không? Em thấy không có đàng hoàng, cái lỗi, những cái lỗi đó không có đàng hoàng, xạo, những cái lỗi đó là lỗi xạo. Cho nên em nói thẳng luôn chứ em không có bao giờ mà em nói mà úp úp mở mở cô rồi. Đấy, mình nói cái gì cho nó đúng. Chứ thật sự anh Kim Tiểu Long cũng chưa xúc phạm ai, và anh khóc với hình thức là anh yêu thương bé Tiểu Ly. Anh đi đâu anh đem bé Tiểu Ly đi theo. Đó, mà nói là khi bé Tiểu Ly mà đi bị bệnh mà đi hát đi hò mà sao không đó không chăm lo. Ủa sao biết anh dì Nụ biết, sao biết mà anh Kim Tiểu Long không chăm lo cho bé Tiểu Ly? Cô chú nghĩ đúng không? Dì Nụ có biết không? Dì Nụ không có cái là cái gì trong cái nhà của anh Kim Tiểu Long đó. Cho nên không biết, mình không biết thì mình im đi, mình ngu dốt mình không biết, chứ mình đừng có lên nói, mình đừng có chửi người ta như vậy, thấy không? Có ai xúc phạm đến dì Nụ không? Có ai động tới dì Nụ không? Hay là tự động dì Nụ lên thì Nụ mo người ta ra chửi vậy có đúng không mọi người? Không đúng, em nói thiệt, mình nói cái gì á, cái nào đúng mình nói, nhưng mà những cái loại người như vậy em cũng không thèm mà quan tâm tới nữa. Tại vì những cái người đó mà nói chuyện không đúng không à, đúng không? Chứ đừng có nói mà lên tiếng mà binh vực mà hồng lo hồng đi gì em không cần biết. Nhưng mà dì Nụ này nói hoàn toàn sai, anh Kim Tiểu Long này là anh không có mà dính dám gì tới dì Nụ ấy. Còn người ta khóc với hình thức là người ta nuôi bé Tiểu Ly, khi mà bé Tiểu Ly mất anh ta xúc động phải buồn chứ cô chú. Một người mà mình nuôi từ nhỏ nó tới ngày hôm nay lúc nào cũng có mặt, mà hôm nay là bé Tiểu Ly mất, ai là người đau nhất? Không phải là người mẹ, mà không phải là ai hết, chỉ có bà ngoại và anh Kim Tiểu Long.
Phải không cô chú? Mình nhìn kỹ đi, bà ngoại là đáng được trân trọng, và anh Kim Tiểu Long mình đáng được trân trọng, mình phải yêu thương họ mới đúng chứ. Mình có làm được điều đó không? Hay là mình chỉ lên bốc phét mình nói? Mình có nuôi được ai chưa? Mình có nuôi được ai chưa? Ngày nào chưa dì Nụ mà dì Nụ lên mà chửi người ta như vậy? Đấy, thì em nói như vậy thôi. À, dì Nụ cảm thấy đúng thì đúng, mà dì Nụ thích chửi thì dì Nụ cứ chửi. Đó, đó là quyền của dì Nụ. Còn dì Nụ nói sai thì em sẽ nói cho dì Nụ nghe, đừng bao giờ xúc phạm họ. Như mình làm được như người ta chưa? Hay là mình chỉ lên mà bốc phét là mình chửi người ta, chửi người này hết người này tới người kia. Phải không? Mình làm được như Kim Tiểu Long đi. Giờ mình lên mình nói, mình chưa có làm được cái gì cho thiên hạ đó, mà mình lên mình làm giống như mà mình muốn môi ai ra mình chửi là mình môi. Phải không cô chú? Một Kim Tiểu Long có tội gì không? Mà đem ra chửi người ta sợ lờ này sợ lờ kia. Thấy không? Giờ Kim Tiểu Long mà xin tiền ai? Mà nói là lấy lòng mà ấy mà để mà đem ra để kiếm tiền hay gì này kia. Không có đâu. Vì sai vậy đó dì Nụ. Mình nói là sai rồi đó. Nói chung là tốt nhất mình coi lại cái nhân cách của mình đi. Thiệt, mình đừng bao giờ nói xạo trên cái mạng xã hội này. Đó, người ta đúng thì em phải trả lời, chứ còn em chả bao giờ bên ai hết đó. Đó, mà lên mà xúc phạm người ta, đâu phải là ai mà mình muốn xúc phạm được là mình xúc phạm. Cái câu nói của mình trước khi mình phát ngôn ra mình phải uống lưỡi 3 lần chứ, đâu phải mình ăn đồ tầm bậy tầm bạ đâu mà mình nói ra những cái câu tầm bậy tầm bạ không vậy. Đó, sao không mình nói không nói thẳng nha người mẹ kìa. Đó, nếu mà dì Nụ đâm thẳng ngay cái bà mẹ của bé Tiểu Ly đó là 100% ai cũng ủng hộ đó. Còn nói ngay anh Kim Tiểu Long là dì Nụ hoàn toàn sai rồi. Chửi người ta xạo lờ này xạo lờ kia là không có đúng. Tại vì anh Kim Tiểu Long anh không có xạo. Anh là một người giống như một người mà sống mà có đạo đức. Hiểu không? Nhìn cái nhân cách của dì Nụ và anh Kim Tiểu Long đi. Anh không có bằng cái nhân cách gì của anh Kim Tiểu Long hết đó. Đó. Dì Nụ hay gì anh hay là đàn bà hay đàn ông em không biết. Thì cái tên đó thì em kêu tên đó thôi. So đi, dì giàu kể gì, hiểu không? Nhưng mà cái nhân cách của dì á mà so với Kim Tiểu Long á, mình còn xa lắm. Mình chả gì đẹp, mình lên phát ngôn mình chửi mà toàn là những cái câu tục tiểu thôi. Không ai mà thích đâu, chứ đừng có bao giờ mà lên mà nói phét mà chửi người ta câu này sau lời kia. Đó, mà sao mình không chửi thẳng ngay cái người mẹ mà vô đạo đức mà bỏ con á, mà dục con á, mà khi sanh ra để cho bà ngoại nuôi không nổi, phải anh Kim Tiểu Long phải đứng ra nuôi. Đó, mà bệnh hoạn mỗi ngày, sao mình không chửi người mẹ đó, mà đi về ngồi kế bên hòm mà khóc đó. Để khóc để lấy cái lòng thương hại của người ta đó, mình lôi cái người mẹ của bé Tiểu Ly ra đó, mình chửi thì ok, ai cũng chấp nhận đó. Còn mà anh lôi mà anh nói là Kim Tiểu Long ra anh chửi là anh hoàn toàn không đúng. Em nói thật là không đúng mọi người. Sai hoàn toàn. Tại vì anh Kim Tiểu Long chưa có xúc phạm gì bến mà dì Nụ này hết. Nhưng mà dì Nụ lên nói mà anh Kim Tiểu Long như vậy là dì Nụ không có đúng. Đó. Còn dì Nụ cảm thấy đúng, dì Nụ có quyền chửi tụi em. Đó. Và người mẹ của mà bé Tiểu Ly về ngồi bên cặp bên hòm mà ngồi khóc như vậy, thì cộng đồng mạng lên nói, thì cô chú nghĩ mà cộng đồng bạn nói đúng hay là cộng đồng mạng nói sai của chú? Đó, thì cô chú nhìn thử đúng hay sai. Giống như y chang cái chuyện của bà Sáu Báo vậy. Cái người mẹ của bé Tiểu Ly ấy, là giống như bà Sáu Báo vậy. Cái lòng tham con người nó xuất phát từ cái tâm của người ta thôi. Đấy, thì cô chú nghĩ cái người mẹ của bé Tiểu Ly về ngồi trên cái cặp bên cái hòm của mà bé Tiểu Ly mà ngồi khóc như vậy đó, thì mọi người có ai thương không? Em hỏi thiệt. Có ai mà nói cái câu mà thương cái người mẹ như vậy không? Chứ còn thật sự riêng em á, là cái sự giả tạo nó chứng minh cho con người cô ta, là cô ta về cô ta ngồi kế bên họ là một cái nước mắt. Người mẹ nào cũng thương con nha, nhưng mà cái nước mắt của cô ta là nước mắt giả tạo, chứ không phải là nước mắt mà người mẹ mà thương người con như vậy. Và đi lên mà nói với mạng cộng đồng là có thương yêu thì giúp đỡ, còn không thương yêu thôi đừng chửi tôi. Tại hồi xưa tôi nghèo. Ủa tôi nghèo sao tôi đi tìm người chồng khác mình, tôi sanh ra đứa khác tôi nuôi, mà sao đứa con tôi nó có mấy ký à, mà sao tôi nuôi không nổi, một ngày ăn có nửa chén cơm thôi, không, thậm chí là ăn không nhiều nữa, mà sao mình nuôi không nổi, mình bỏ con mình đi như thế đó, mà hôm nay tới ngày mà con mình mất còn chưa thấy mặt, mà khi mà trở về tới nhà là mới thấy mặt. Thì mình coi lại cái nhân cách đạo đức của mình đi. Giờ mình lên mình nói cộng đồng mạng ai nhìn cũng thấy cũng biết hết á. Chứ còn những cái loại mà nói chuyện mà vô mà nói mà cái đạo đức á, giống như cái người mẹ của bé Tiểu Ly là không có đạo đức. Không có đạo đức của chú. Tại vì con người mình sống có tâm hay có tâm hay là
mà hiền hay là ác hay là dữ, thì họ nhìn vô họ biết liền, khỏi cần mình phải phân tích hay là mình giải thích như thế nào. Em nói thiệt, bây giờ em sống mà em có sai, em có ác hay là em có làm gì là cũng không có lừa gạt được khán giả. Mình sống sao cho tâm mình tốt là được đó. Còn mình trước khi mình nói ai, mình phải nhìn kỹ cái sự việc giờ mình nên nói. Em cũng muốn lên mạng xã hội mà để em xúc phạm ai cả, nhưng mà cái này em nói là những gì dì Nụ nói là hoàn toàn sai, hoàn toàn của chú đó sai lầm thòn. Khi mà dì Nụ lên cái dòng trạng thái mà dì Nụ đăng lên mà chửi Kim Tiểu Long là sạo lờ này sạo lờ kia, mà đem hình ảnh bé Tiểu Ly ra để mà lấy cái lòng thương hại của người ta để mà cho tiền xin tiền này kia, không có nha cô chú. Anh Kim Tiểu Long không bao giờ sống vì đồng tiền. Anh Kim Tiểu Long kiếm tiền để lo cho những đứa bé thôi. Anh Kim Tiểu Long không phải một đứa mà anh đem về anh nuôi rất là nhiều đứa cô chú, nuôi rất là nhiều chứ không phải là một đâu đó. Cho nên hôm nay là bé Tiểu Ly cũng mất qua đời rồi thì mọi người thấy là rất là thương, chứ không phải là một người đâu, hàng ngàn hàng triệu người thương bé Tiểu Ly đó. Bé Tiểu Ly tuy nhỏ nhắn nhưng mà ít nói đó, nhưng mà rất là thương ba Kim Tiểu Long đó. Những cái hình ảnh mà có ba Kim Tiểu Long là bé Tiểu Ly coi suốt đó. Tại sao? Tại vì người ta yêu thương, người ta nuôi nắng bé Tiểu Ly. Bé Tiểu Ly cũng hiểu được người nào nuôi mình, phải không? Còn người mẹ mình bỏ ra đi như vậy mà khi mà bé Tiểu Ly mà mất thì về ngồi khóc, thì cái hình ảnh đó hàng triệu người lên chỉ cần một cái comment là cô chú biết thôi. Đó, có người phỏng vấn cô ta và cô ta nói là nếu mà yêu thương thì giúp đỡ, còn không yêu thương thì đừng có chửi em. Đâu có ai chửi đâu, mà mình đừng có đem nước mắt cá sấu ra để mà mình tạo lòng tin cho họ, tại vì họ biết hết cuộc sống của mình như thế nào rồi, hiểu không? Tại sao mà nói là mình bỏ bé Tiểu Ly đi mà lúc đó nghèo, mà sao tìm được gia đình khác, sao mình không đem bé Tiểu Ly về nuôi? Tại vì bé Tiểu Ly là con của mình mà, sao mình bỏ nó mà vô điều kiện như vậy mà cho một cái người già nuôi nữa? Mình có nhân cách không? Mình có đạo đức không? Đó, trước khi mình cảm thấy mình sanh nó không được thì mình đừng có đẻ, thấy không? Mình làm cái chuyện mà đẹp đẽ xong mình sanh nó ra, xong bây giờ mình dục nó. Mình là cái người mà đáng người ta để người ta chê trách, chứ không có ai mà yêu thương cô đâu, hiểu không? Là cái cô mẹ của bà bé Tiểu Ly đấy. Còn dì Nụ đó, thì dì Nụ coi cái nhân cách dì Nụ lại đi. Giờ dì Nụ mà lên chửi anh Kim Tiểu Long đó, thì em nói đơn giản bao nhiêu đó thôi cô chú, thì cô chú nào hiểu thì hiểu, còn không hiểu thì có thể bỏ qua. Đó, dì Nụ lên mà chửi xúc phạm Kim Tiểu Long là nói là sạo lờ đồ này kia đó mọi người. Giờ mà nói là những cái câu nói nghe không có hay, nói là đem ra để kiếm tiền này kia là không có đâu cô chú. Thiệt, cô chú nhìn kỹ anh Kim Tiểu Long, anh có tâm Phật mà. Anh rất là có tâm Phật. Anh không muốn lấy vợ, nói sao không đẻ con nha để nuôi. Đó, dì Nụ còn nói câu đó nữa. Ủa cái câu đó sao mình nói chi vậy? Người ta có tâm Phật, người ta không muốn lấy vợ, người ta muốn sinh con về nuôi những đứa trẻ như vậy. Được không? Em trả lời giúp cho anh Kim Tiểu Long đấy. Đừng có mà xúc phạm vô cái mà cái danh dự của người khác. Tại vì anh Kim Tiểu Long ổng cũng không muốn có vợ. Anh muốn sống như vậy và anh nuôi những đứa trẻ như vậy. Đó là cái hàng ngàn người muốn như vậy không được. Đó, mà mình coi lại mình đi, mình có được như vậy không? Có được như anh Kim Tiểu Long không? Đó, dì Nụ thì rất là giàu rồi đó, ai cũng biết. Nhưng mà giới thức có làm được những cái điều đó không? Hay là lên mạng xã hội chỉ chửi những cái câu tục tiểu thô tục trên cái mạng xã hội? Giờ mình nói mình hay, mình đẹp, không có đẹp đâu. Mình lên mình chửi những cái câu tục tiểu trên mạng xã hội, chứ thật sự mình không có đẹp. Mình nói ra giống như mà dùi đục chấm nè. Đó, người ta gọi là cái câu mà dùi đục chấm muối què, chứ không có gì mà gọi là đẹp hết. Đó, vì coi lại những cái câu nói mà mình từng mà lên mà TikTok hay Facebook hay là fanpage đó, mình lên mình nói những cái câu nói của mình đi, coi đẹp không? Giờ mình lên mình nói với anh Kim Tiểu Long đó, thì tốt nhất em nói như vậy thôi, thì tự mọi người xem xét thôi đó. Chứ còn anh Kim Tiểu Long hoàn toàn không bao giờ có gì mà gọi là sai đó. Đừng bao giờ xúc phạm mà chửi mà sạo lờ này sạo lờ kia trên mạng xã hội. Người ta không có xúc phạm mình, những người đáng chửi á thì dì Nụ nên chửi đi đó, như đơn giản thôi. Những cái người đáng chửi là đó, như bà Sáu Bào, ông Bảy Báo rồi đó, sao không lên chửi? Giờ với mẹ của mà bé Tiểu Ly đó, là cái người đó là cái người đáng chửi nhất trên cái xã hội. Còn rất là nhiều người dì Nụ chửi, nhưng mà tự nhiên dì Nụ chửi mà anh Kim Tiểu Long như vậy là xúc phạm người ta rồi, đúng không? Không có đúng. Cho nên là em gửi cho tất cả mọi người để biết là hôm nay dì Nụ nói những như vậy đó, thì từ đâu ra
em cũng không có mà ghét bỏ gì vậy ai đó, em cũng theo dõi dì nụ rồi trên TikTok rồi trên fanpage rồi trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự ra hôm nay dì nụ nói như vậy cũng rất là buồn, cho nên là nói cho dì nụ biết à, dì nụ à, đừng nên nói như vậy, hiểu không? Nó không có hay, tại vì người ta không có xúc phạm đến mình đừng có chửi người ta xạo lờ này xạo lờ kia, hiểu không? Mình chửi những người khác đi ha dì nụ ha. Thì thôi à, đến đây em xin kết thúc cái video nha cô chú. À, chúc cho tất cả cô chú một buổi tối thật là vui và hạnh phúc. Em xin chào mọi người.